Hello em à, chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại Nhật Bản Nhật này. Tiếp tục clip ngày hôm nay em lên bác một cái quạt hơi nước nhá. Nói chung là nó về đây thì em cắm test luôn cho em chưa dọn dẹp cho các bác nhá. Quạt hơi nước nhá. Đây này. Về dù em lắm. Xem. Đấy, em bật chế độ nước để em lắm. Quạt gió này. Lượng gió này. Đây lượng gió khỏe nhá, rất là êm luôn. Đảo gió xem có chạy không. Đấy, các bác đảo gió vẫn đảo bình thường nhá. Đấy, vẫn chạy bình thường. Quạt gió. Thấy chưa? Êm lắm. Đây cả hiện giờ đây nhá. Đây các bác đây nhá. À, con này của nó là bằng đi con này đời cao nó 21 nhá, màn hình chín là điện 100V này mà 45W đấy các bác. Con này rất tiết kiệm nhá. Êm lắm. Con này thì bác là người già, người già người giấc là ngủ là ngáy, ngủ ngáy là ok nhá. Đây. Còn hơi nước. Đây nước đã rõ rồi này. Nước đã rõ nhá. Đấy. Em dù luôn hoặc là nước êm lắm. Đúng rồi, còn này khác cũng nó không có ồn nào gì. Cũng vù vù như. Đây là khay nước nhá. Khay nước đấy. Được chưa? Đây, đang chạy em bánh có bánh xe di chuyển nhá. Đấy, có thấy nước thì bác là lấy cái này hàng em chưa dọn nhá. Nói chung em bao chạy ngoan nhưng bác tự dọn nhá, giá 1 triệu bạc nhá, là 1 triệu hàng chưa dọn. Bác tự dọn nhá, bác liên hệ em nhá, 0983329755 nhá hoặc 0825853853 chưa. Đấy, khá là êm nhá, chưa dọn còn sạch sẽ đây. Đấy, em chào các bác nhá.